mấy bạn nghệ sĩ quá cực và không có cách nào để cải thiện thu nhập ngoài mức lương, thì em đã có một ý kiến rất là hay là tặng hoa cho mọi người, và em cũng là người mở hoàn rồi đưa idea hỗ trợ cho đội rất là nhiều để cho nghệ sĩ có thể tăng thêm thu nhập. Một tràng pháo tay lớn cho Hiếu luôn ạ. Tiễn như em rất nhiều luôn. Và cũng xin một lời nói với cả quý vị khán giả. Có nghĩa là lần này khi mà trở về á, thì em cảm thấy là có một cái đoàn lô tô mà cảm thấy là nó sẽ cho mình rất là nhiều cái cảm hứng và nhiều cái ý tưởng, nhiều cái điều. Thì em đã có liên lạc với là chị Lộ để bây giờ có một số ý kiến nhỏ của mình thôi, và không ngờ là nó lại thành công đến như thế. Và em rất cảm ơn sự yêu thương cũng như sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người đã quan tâm đến Sài Gòn Tân Thời trong khoảng thời gian vừa qua, và hy vọng từ nay và về sau nữa chúng ta vẫn luôn luôn ủng hộ và yêu thương Sài Gòn Tân Thời. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn.
đường quay gì vậy? Trên người mình có cái gì thiệt không? Đó, đâu chạy vậy? Cái gì? Đâu chạy vậy? Quay nó ra, vô. Bước vô. Bước cho liền. À, người ta cái lỗ mũi nó giả chanh thì nó quay một cái sống mũi lên, cái nó giả cái lỗ mũi nó càng. Nói lên, nói lên. Ê, suy nghĩ lại này. Bởi vì dịch vụ của em. Ủa vậy sao? Hối hận thì sao? Mày thấy hiếu mi mày hay mũi không? Ừ. Dạ trời. Có không? Tao giấu rồi, là có tốt anh. Rồi, tao hỏi, tao hỏi. Mày muốn ăn lương không? Mày muốn ăn lương mày để yên tao đứng nha. Cái đôi giày này quay cái nữa, con Phi đánh giam rồi sao? Yên. Hả? Sao nó bỏ hổ cái gì? Hồi xưa con Phi đánh giam nó quay, nó bay lên cái tôi đang bột má. Má này bữa nay quay cái là con Phi tao nằm ăn ca luôn. Rồi vô. Chị hiếu mi á, cái đầu Phi chùi chùi như cá la hán rồi kìa. Còn em ở đây mà cứ ham quay hoài. Rồi sổ đi mi. A Ngọc ra cho Cường quay đi và mở hàng cái dòng bông trắng chẳng chưa ai mua kìa. Trời có duyên quá chứ bà. Thường tán bông mà xuất thấp vậy má. Có màu nữa chứ. Còn màu trắng để dành ra hả? Đúng rồi, cũng nên thủ đó. Sao? Cái gì? Cái gì vậy? Cô Bích. Cái đèn này đã đựng vòng hoa trắng. À, cái đèn này để đựng vòng hoa trắng đó hả? Không, cái gót cái kia nó có cái chân luôn, ta để kế bên có hình rồi đó. Đã chuẩn bị sẵn rồi, quay đi. Chờ đánh đã giờ đó. Vô, lẹ lẹ lẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.